Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự hỗ trợ thiết kế phát triển sản phẩm Việt Nam và Hàn Quốc và phóng sự vai trò của thương hiệu quốc gia trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế về kinh tế do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã báo cáo tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan, với Hàn Quốc, với Liên minh châu Âu và Hiệp định Kinh tế Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các bộ ngành trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đến những vấn đề cần phải triển khai trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp, với nhiều vận hội đan xen trong năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm đảm bảo các đối tượng liên quan đều được tiếp cận nguồn thông tin, cũng như là thụ hưởng các cơ hội do hội nhập mang lại. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Phòng Thương mại Cuba do ông Orlando Hernandez Gulen, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ hy vọng Việt Nam và Cuba sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp Cơ bản Cuba. Về phía Phòng Thương mại Cuba, ông Orlando Hernandez Gulen, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba đánh giá cao quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Cuba trong suốt thời kỳ kháng chiến và những năm tháng hòa bình. Cơ hội bình thường hóa quan hệ song phương giữa Cuba và Hoa Kỳ vừa được ký kết vào tháng 12 năm 2014 sẽ là điều kiện tốt để doanh nghiệp Cuba phát triển kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hình thành kinh doanh mới tại Cuba. Được biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp và thủy sản, công nghệ sinh học và y tế, công nghiệp, xây dựng. Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức tọa đàm Làng nghề Việt Nam, truyền thống, thực trạng và giải pháp phát triển trong thời kỳ hội nhập. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện các làng nghề đã thu hút khoảng 10 triệu lao động, trong đó có 35% là lao động thường xuyên, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho đông đảo dân cư ở nông thôn. Tuy nhiên, làng nghề hiện nay còn đối mặt với nhiều khó khăn, yếu kém như chất lượng mẫu mã sản phẩm còn thấp, thị trường hạn hẹp, đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề chưa được quan tâm bồi dưỡng, phát huy đúng mức. Tình trạng ô nhiễm ở làng nghề nghiêm trọng, nhiều làng nghề vẫn còn phải chung sống với ô nhiễm, chịu nhiều bệnh tật, tuổi thọ giảm sút v.v. Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu không có chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của chính các làng nghề, thì làng nghề không thể phát triển được, cần nhận thức lại về giá trị của các làng nghề. Nếu đơn thuần chỉ là tạo công ăn việc làm, thì chỉ cần địa phương giải quyết, nhưng đây là cả giá trị văn hóa dân tộc, thì các cấp, các ngành cần chung tay gìn giữ. Bộ Công Thương, Hiệp hội Nông dân Thuốc lá Thế giới ITGA và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam vừa tổ chức diễn đàn Nông dân Thuốc lá Thế giới ITGA khu vực châu Á với sự tham gia của các diễn giả đến từ các nước trên thế giới như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Vương quốc Anh, v.v. Tại diễn đàn, các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về trồng và phát triển nguồn nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất sao cho hạn chế tối đa tác hại thuốc lá đến người tiêu dùng, cũng như việc bảo vệ người nông dân trồng thuốc lá. Ở Việt Nam, ngành thuốc lá trực tiếp sử dụng tới 20.000 người, khoảng 350.000 lao động thời vụ và hơn 900.000 lao động trên toàn chuỗi cung ứng. Ngành thuốc lá đóng góp 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho ngân sách quốc gia cũng như đóng góp tích cực vào công tác xóa đói và giảm nghèo. Cũng theo các chuyên gia, ngành thuốc lá thế giới hàng năm đóng góp vào ngân sách quốc gia hàng tỷ đô la và cũng tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động. Còn tại quốc gia kém phát triển, ngành này cũng đã đóng góp không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hoạt động của dự án nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết giữa Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet và Viện Thiết kế Hàn Quốc KIDP. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm sẽ được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiết kế trong việc phát triển thương hiệu.
Một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp là hoạt động thiết kế. Thiết kế giữ vai trò quan trọng tạo nên thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp và qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế và hầu như cũng chưa có sự quan tâm đúng mức. Một trong những thị trường chung rộng lớn được quốc tế hóa cao là vấn đề chất lượng sản phẩm và mẫu mã ngày càng trở nên vô cùng quan trọng bởi tính chất cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh quốc tế. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ tăng 2 bậc từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiết kế trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá các thương hiệu, sản phẩm thiết kế tốt nhằm thu hút tìm kiếm bạn hàng, đối tác kinh doanh, ngay từ năm 2010, Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDP đã ký kết hợp tác nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là cái chương trình hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và cơ quan thiết kế của Hàn Quốc. Ở đó thì chúng ta, theo chương trình này, chúng ta hỗ trợ cho một số doanh nghiệp phát triển kỹ năng nghiên cứu về thiết kế sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, theo kịp được cái trào lưu của người tiêu dùng ở trên thị trường quốc tế. Tôi cũng rất mong rằng đây là cái cơ hội để các doanh nghiệp khác có thể tìm hiểu và đặt ra những cái yêu cầu để tiếp tục có thể tham gia được vào cái chương trình của Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nằm trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc tại Hội chợ Việt Nam Expo 2015 được tổ chức vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện xây dựng gian hàng hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm Việt Nam-Hàn Quốc. Trong cái Expo năm 2015 là có một cái gian hàng chuyên về các cái thiết kế, mà đây là các cái doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Thiết kế của Hàn Quốc đã tổ chức và trưng bày các cái sản phẩm mà hiện nay có thể nói là Việt Nam đang còn rất yếu trong cái lĩnh vực về thiết kế cũng như là làm các cái sản phẩm mới trong cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam. Gian hàng đã tập trung vào các nội dung như giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị thương hiệu sản phẩm có thiết kế tốt của các doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn phát triển thương hiệu và sản phẩm thông qua thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam để góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam. Lần này thì thiết kế gian hàng của chúng tôi là một cái thiết kế mở hơn so với những năm trước, và chúng tôi mong muốn với gian hàng này thì chúng tôi sẽ tạo được cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc và tạo một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn về cái mảng thiết kế. Cách đây 2 năm thì Vietjet đã cử cán bộ sang KIDP để học về cách thức tổ chức cái giải thưởng thiết kế đẹp ở Hàn Quốc, và chúng tôi rất mong muốn là trong tương lai chúng tôi sẽ giúp Việt Nam tổ chức cái giải thưởng tương tự như thế ở Việt Nam. Chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới cung cấp các hình thức hỗ trợ đa dạng cho doanh nghiệp như phổ biến, tư vấn đào tạo về kiến thức, kỹ năng thiết kế, nghiên cứu thị trường, phục vụ thiết kế, và trong giai đoạn tới, các hoạt động của chương trình sẽ chuyên sâu hơn, tiến tới đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu đến phát triển sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường xuất khẩu. Hy vọng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Hàn Quốc cũng như mục đích của chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có bước phát triển vượt bậc, tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp được lựa chọn đạt thương hiệu quốc gia đã đáp ứng được các tiêu chí gắn với chất lượng đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong và luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao về lợi nhuận cũng như là doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, trong đó có những doanh nghiệp đã tăng trưởng hơn 100%. Với sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chương trình Thương hiệu Quốc gia đã tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng có năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã được công nhận thương hiệu quốc gia đều đánh giá cao về lợi ích của thương hiệu quốc gia mang lại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Ngân hàng BIDV, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Thêu Giày An Phước hay Tập đoàn Tân Á Đại Thành, v.v. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng mong muốn nhà nước cần quan tâm hơn nữa, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế ban hành chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu quốc gia và đưa thương hiệu của quốc gia Việt Nam ra thị trường thế giới. Thực tế, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi quốc gia trên thế giới đều mong muốn khẳng định vị thế,
trong nhận thức chung của cộng đồng quốc tế nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, qua đó thu hút tối đa các nguồn lực cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Có thể thấy, trong suốt thời gian qua, việc triển khai chương trình thương hiệu quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với vị thế là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ và chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Hiện với mục đích là hỗ trợ cho các doanh nghiệp để phát triển được thương hiệu sản phẩm dịch vụ của mình, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Và trên cơ sở sự phát triển của các thương hiệu sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta quảng bá được hình ảnh đất nước Việt Nam với những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có uy tín trên thị trường quốc tế. Thì chúng tôi cũng thực hiện một loạt các hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển thương hiệu của mình. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng mà trong giai đoạn hiện nay chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đang tập trung thực hiện đó là hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối chặt chẽ với nhau hơn để có thể hỗ trợ nhau phát triển và quảng bá cái thương hiệu của chính mình và từ đó thì quảng bá cái hình ảnh và thương hiệu của chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch trong cái chương trình 2 năm, năm 15 và năm 16 để hưởng ứng cũng như là phát huy cái vai trò tác dụng của thương hiệu quốc gia. Thì chúng tôi có cái chương trình làm việc với tất cả các đơn vị thành viên của tổng công ty để được hưởng, cùng hưởng cái thương hiệu này, cũng như là xây dựng các cái quảng bá trên các cái sản phẩm ấn phẩm của tổng công ty, những cái catalog cũng như là các cái biển hiệu cũng như là các cái bao bì sản phẩm. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình là có đặt những biển quảng cáo rất lớn để mà tận dụng cái lợi thế là được của quảng bá thương hiệu của Apple gắn liền với cả cái thương hiệu Việt Nam Value của chương trình. Là nhận biết một quốc gia ngoài yếu tố chính trị, văn hóa thì những thương hiệu, những sản phẩm khi nó càng có uy tín đối với thị trường trong nước và thị trường quốc tế thì cộng đồng quốc tế, thế giới họ sẽ nhìn nhận quốc gia đó thông qua các thương hiệu. Vì vậy cho nên là cái vai trò của doanh nghiệp đối với thương hiệu quốc gia ngày càng trở nên rõ nét và chương trình thương hiệu quốc gia chỉ có thể thành công nếu có sự đóng góp rất là tích cực. Và ngược lại, chương trình thương hiệu quốc gia nó sẽ mang lại được cái uy tín và càng khẳng định được sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia đối với những sản phẩm. Theo đó, các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cần đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất kinh doanh tiên tiến và năng lực tài chính lành mạnh, không ngừng cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh ở trong nước và nước ngoài để xứng đáng với vai trò tiên phong, thương hiệu quốc gia. Năm 2015 và những năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong đó, thể hiện rõ nét là việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN trong năm 2015 và tự do hóa thương mại hoàn toàn trong khối vào tháng 1 năm 2016. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ triển khai thực hiện đầy đủ những cam kết trong WTO vào năm 2018. Do vậy, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung cần tích cực, chủ động hơn nữa để thực sự là động lực cho phát triển trong năm 2015 và những năm tới.